Cười đầm nè mọi người ơi. Chị để xuống thấy. Đấy. Này, con hoa nhí đẹp chưa này? Hàn này siêu hiếm rồi. Cũng pin tẹt nhỉ, 2 giây pin này. Mùa hè này thì 2 giây là xịn nhất luôn này. Màu cũng pin tạch lắm luôn nè. Ồ. Đẹp quá. Đây lụa, chất lụa pha quan này. Chất lụa này nhìn nhăn như này cho ủ lên à. Chất lụa xịn lắm luôn này. Thêm một con hoa, hoa bánh bèo nữa nè. Mùa này là em mặc hoa đi biển. Hai giây nữa. Đầm là hiện giờ đang hot lắm mọi người nhé. Đầm bắt đầu vào hè rồi là hot luôn. Mà toàn kiểu đẹp thôi. Hiện này đầm quan Hàn đấy. Đẹp chưa? Hoa chỉ đẹp. Kiểu này sao đẹp quá, còn 2 giây nhiều chứ này. 2 giây mùa hè mất mẻ. 2 giây mùa này xịn luôn đấy. Cầm cái tiệm này. Kiểu cái tiệm này đẹp luôn. Chất quan này thì bao lỗi. Mùa hè mặc mấy kiểu này là mát luôn. Chất quá xịn nhá. Kiểu này mới qua. Đầm này đi biển này. Cái này đi biển thì xịn lắm, đẹp lắm luôn này. Đầm này một phát phẳng cửa này, xách nách nhá. Đầm này hàng em sắp về hàng nhiều này. Cui chân váy này, cui cụt váy này. Cui đầm này, éo cui đầm phục vụ chị em vào hè luôn. Đẹp chưa? Siêu đẹp luôn nha mọi người. Đẹp quá, nhìn này đẹp lắm luôn này. Đẹp chưa? Pin tích đầm Hàn này, form này. Form là dáng Hàn, nhìn sang chưa? Chất phải đúng vị gió. Em lai thật mà. 3 con nữa nhá, nói chung kiện này bao sạch rồi. Ôi cái này đẹp này. Vừa đi gọi làm đi tiệc thì hợp lắm luôn. Rồi, mọi người lại nghe hay là có thể lượng nhé. Chào mọi người nhé.